Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Huệ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Huệ đã gửi gắm nhiều ý kiến kiến nghị và mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như việc đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cần có chính sách đặc biệt thu hút người dân sống dọc theo tuyến biên giới, tăng cường giải pháp phòng chống buôn lậu cũng như nạn đánh bạc qua biên giới. Các cấp cần xem xét có khung hình phạt cao hơn và mạnh hơn đối với tội phạm tham nhũng để đủ sức gian đe. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã đến thăm dự án nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 tại xã Mỹ Thạnh Bắc. Dự án do Tập đoàn Thành Thành Công đầu tư với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ vận hành thương mại vào giữa năm 2019.